Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Có một số bạn hỏi mình cái cách nạp thẻ tháng cũng như là nạp đá sáng thế ở trên Reforge Now như thế nào các bạn. Thì ở trên Reforge Now, nếu mà các bạn muốn nạp đá sáng thế hoặc là các bạn nạp thẻ tháng thì các bạn phải có thẻ Visa. Nó giống như là trên máy tính vậy đó các bạn ơi. Đây nè, mình sẽ vào cái shop cho các bạn xem ha. Mình vô shop nè, đó, thì mình chọn mua nè. Các bạn thấy là cái thẻ tháng của mình là còn 40 ngày nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn mua cho các bạn xem. Đây là những cái phương thức thanh toán của Reforge Now ha. Mình đang chơi 7 Nhật thì nó tính theo yên hay gì các bạn. Thì nói chung là mình bỏ qua những cái vấn đề này đi. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái cách mà mình có thể nạp thẻ tháng trong game Genshin Impact ở trên Reforge Now bằng Momo hay là bằng bất cứ cái gì mà anh em có thể chuyển tiền đi được thì mình sẽ nạp tiền được nha. Và bây giờ thì mình bắt đầu nha các bạn ơi. Đầu tiên thì các bạn thoát ra ngoài, các bạn lên Google Chrome nha. Ở đây thì mình sẽ nhập là Razeron. Thì cái này mình sẽ để link dưới phần mô tả nha các bạn. Sau đó các bạn nhắn vô cái dòng đầu tiên nha. Anh em yên tâm nha, cái này là cái phương thức thanh toán chính thức đã được miHoYo công nhận nha. Và miHoYo gắn nó trong cái trang chủ luôn, anh em yên tâm nha. Rồi bây giờ là mình sẽ vô đây. Thì vô tới phần này á thì nó sẽ các bạn sẽ phải đăng nhập. Thì ở cái phần đăng nhập thì các bạn nhấn vào chữ đăng nhập màu xanh ở trên nha. Ở đây đối với bạn nào mà chưa có tài khoản á thì các bạn có thể chọn đăng nhập bằng Facebook nè. Đó, hoặc là các bạn có thể đăng nhập bằng Google. Thì theo mình thì mình đã đăng ký rồi cho nên là mình không đăng ký nữa. Đăng ký cũng rất là dễ thôi, các bạn cứ đăng ký như bình thường đi. Mà cái phần đăng ký này thì nghĩ là mình không cần hướng dẫn thêm đâu, tại vì nó có dính với thông tin gắt gói lắm các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ nhắn vô cái hình người này nè các bạn. Đó, thì các bạn có thể xem là cái đây là cái phần tiền của mình là còn 38.000 nè. Đó, cái này thì cái tài khoản này mình đã nạp nhiều lần rồi, cái này là cái số dư của mình đó các bạn. Như là mỗi lần mình nạp thì mình nói chung là mình chừa ra dư một chút xíu á các bạn. Nhưng mà như đây vẫn chưa đủ mua thẻ tháng nhưng mình sẽ nạp thêm nha các bạn. Ở đây nó có 7 phương thức thanh toán, nhưng mà các bạn đừng quan tâm những cái khác thì anh em không có để mà thanh toán, vậy thì mình sẽ xài cái chính bay này các bạn. Cái chính bay này thì mình phải ao ra Google Play á, giờ mình sẽ tải app chính bay này nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình tải cái app chính bay này cho. Sau đó các bạn lên CH Play nè. Đó, khi mà các bạn lên CH Play thì các bạn gõ là chính bay. Đó, sau đó các bạn, nếu mà bạn nào mà chưa tải thì tải nha. Mình tải rồi cho nên bây giờ mình mở lên nha. Ở đây á, bạn nào mà chưa có đăng ký thì đăng ký nha các bạn. Thì lúc đầu á, đầu tiên mình tạo đồ thì nó mất thời gian thôi. Nhưng mà sau khi mà mình đã làm xong hết trơn rồi thì mình đăng nhập rất là đơn giản nha các bạn. Đây thì nó kêu bạn nhập số điện thoại để tạo tài khoản nè. Mình thì mình có số điện thoại rồi cho nên là bây giờ là mình sẽ đăng nhập luôn nha các bạn. Đó, thì bây giờ là nó sẽ tự động nó gửi cái mã xác thực về cho cái điện thoại mình. Sau khi mà xác thực thành công thì mình đã vào được cái app chính bay nè các bạn. Mình bỏ qua cái bước kích hoạt vân tay nha. Anh em nào mà chưa có tài khoản thì tạo tài khoản nha, nó rất là đơn giản thôi chứ không gì khó khăn hết. Rồi sau đây mình đã có một cái tài khoản chính bay rồi đúng không, thì mình sẽ phải chuyển tiền từ cái nơi khác vào tài khoản chính bay này. Các bạn nghe thì thấy nó phức tạp như vậy thôi nhưng mà nó rất là đơn giản thôi các bạn, không có gì mà phức tạp hết. Bây giờ mình sẽ nhập số tiền mà cần nạp nè, 100k nè các bạn. Mình nạp tiền vào chính bay nha. Rồi mình nhắn chữ tiếp tục. Rồi sau đó là mình sẽ nhắn vô chữ nạp tiền qua chuyển khoản. Thì sau đó mình chọn nạp ngay, chữ nạp ngay dưới phần bên dưới nè các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ nhắn vô cái ngân hàng Vietcombank nha. Vietcombank mình thấy nó làm việc rất là mau, mình chọn Vietcombank nha các bạn. Rồi sau đó thì nó sẽ ra một cái số thông tin. Đây là các bạn có thể thấy nha, nó ra số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản. Thì ở đây là mình sẽ copy cái số tài khoản trước nha anh em. Sau đó là mình thoát ra, mình vô Momo. Rồi sau đó là mình chọn chuyển tiền nè các bạn. Rồi thì sau đó là mình chọn vô chuyển đến ngân hàng nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn vô là Vietcombank nha các bạn. Đó, thì sau đó là mình sẽ nhập số thẻ. Thì mình dán cái số nãy mình mới vừa copy vô thì nó hiện cái tên người nhận là công ty nè, CB9Pay nè, là ok. Mình nhập số tiền cần chuyển trùng với số tiền mà mình muốn nạp nha.
Rồi sau cái phần lời nhắn này nè các bạn, cái phần lời nhắn này thì quan trọng nha. Anh em thoát ra, anh em vào cái app chính bay, các bạn copy cái chữ nội dung chuyển khoản này cho mình, sau đó các bạn dán cái vô đó, rồi xong bạn nhắn chị tiếp tục. Rất là đơn giản thôi nha bạn, các bạn có thể kiểm tra lại ha, đúng cái công ty chính bay và đúng cái lời nhắn thì mình chuyển nha, rồi sau đó là mình tiếp tục. Rồi như các bạn cũng có thể thấy ha, là mình vừa mới nạp thành công, mình mới giao dịch thành công cho chính bay 100k. Và bây giờ thì mình cùng chờ xem nha. Thì bây giờ là mình sẽ qua bên cái app chính bay nha các bạn. Mình quay về cái app chính bay mình xem nha các bạn. Thì các bạn xem thử nó đã chuyển khoản vô chưa nha. Đây nè các bạn, mình sẽ cho bạn xem đây là 0 đồng nha. Tài khoản mình hiện tại là có 0 đồng. Bây giờ mình sẽ kéo xuống mình cho anh em xem nè. Nạp vô chưa tới 1 phút nữa là tiền nó đã về tài khoản chính bay của các bạn rồi, cho nên anh em yên tâm nha. Làm việc rất là mau lẹ. Nói chung là mình chưa, cứ bây giờ mình chờ tới 5 phút hết các bạn ơi. Các bạn thấy nó lâu như vậy thôi, nếu mà mình bản thân mình làm nha thì tầm 3 phút là mình đã nạp tiền thành công rồi, chứ không có lâu đâu nha. Rồi sau đó các bạn quay về Google, các bạn quay về cái phần thanh toán của cái app Razer này nè. Thì bây giờ mình nhắn vô chữ chính bay nha các bạn, sau đó mình nhập số tiền cần chuyển đó là 100k. Nếu mà bạn nào muốn nạp thẻ tháng thì anh em nạp 125k đi cho nó dư chút xíu ha, 125k nha anh em. Rồi bây giờ các bạn nhắn chữ mở ứng dụng chính bay lên đó, khi mà các bạn vô giao diện như nè, các bạn mở ứng dụng lên thì ở cái bước này thì nó sẽ kêu anh em xác nhận giao dịch, đó là chuyển 100.000 cho cái app đó. Rồi ở đây là mình đã chuyển thành công nha bạn, không cái số dư mình là còn không nha các bạn. Và bây giờ mình quay lại cái app chính bay thì đã giao dịch thành công. Và bây giờ mình cùng thoát ra mình xem coi cái app Razer Gold nó mình được bao nhiêu tiền rồi nha. Hồi nãy là còn 38.000 đúng không? Bây giờ mình nạp vô thì nó để là đang xử lý thôi, nhưng thật sự là thành công rồi nha các bạn. 138 nè các bạn, nó lên được 138 này ha. Bây giờ mình muốn nạp tiền vô game sao? Thì mình nhắn vô cái chỗ tìm kiếm này nè, mình nhắn chữ Genshin. Thật sự các bạn, cái này anh em khỏi cần vô game, các bạn chỉ cần nạp tiền bằng ID thôi. Nó khá là thuận tiện luôn ấy. Nói chung nó rất là an toàn, các bạn có thể nạp cho bạn bè. Rồi, bây giờ thì ở cái phần iPod ID này nè các bạn, thì nó sẽ là cái ID game của các bạn nha. Hồi nãy mình sao chép đó các bạn, bây giờ mình dán vô thôi. Anh em nhớ là ghi đúng cái ID của mình nha. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình chỉ cần nạp tiền bằng ID thôi. Khi các bạn nhắn đúng và đủ cái số ID giống như mình đây nè các bạn, nè nó đủ rồi đúng không? Mà sau đó mình chọn cái server nên mình chọn chơi châu Á thì mình chọn châu Á. Sau mình nhắn cái chữ Authen này nè các bạn, thì nó sẽ tự động nó lock. Nếu mà anh em xem cái tên nick á, đúng là cái tên của các bạn á, thì các bạn nạp thoải mái không sao hết. Rồi sau đó các bạn muốn nạp thẻ tháng thì các bạn chọn vô cái chữ là sự ban phước của mặt trăng, Waking, cái này là có Google dịch nha các bạn. Đó, còn nếu mà không có Google thì nó cũng nằm ở dưới thôi. Rồi sau đó là các bạn chọn vô cái chữ Razer vàng này nè các bạn. Anh em lướt lên trên tí, cái khúc này là mình đang xuống dưới mình coi thôi. Đây là 122.000 nè các bạn. Thì nó mắc hơn là anh em nạp trên cái app chính thức á, anh em nạp bằng điện thoại thì hình như là mắc hơn mấy ngàn á. Nhưng mà nó cũng không sao đâu các bạn ơi, nó không tới đâu. Nhưng mà anh em nạp rất là an toàn nha. Rồi, đó, sau đó là các bạn nhắn cái chữ, các bạn xác nhận lại nha. Phí là 13.000 các bạn, nó mắc hơn trên điện thoại hình như là mắc hơn 3.000 á. Rồi ok, bây giờ là các bạn xuống các bạn nhắn vô cái dòng chữ màu xanh này giúp mình nha. Này giống như là xác nhận thôi. Đó, thì nó sẽ tự động nó chạy chút xíu thôi. Thì nó sẽ hiện ra cái phần xác thực hai bước. Ở cái phần xác thực hai bước này nè, rất là nhiều anh em bị không có làm được chỗ này. Thì các bạn nhớ là lúc mà đăng ký tài khoản Razer á, thì các bạn nhớ điền đầy đủ thông tin, trong đó là các bạn phải điền cái số điện thoại của các bạn, và nó sẽ bắt anh em xác thực số điện thoại của các bạn trước. Sau khi mà liên kết được số điện thoại các bạn với tài khoản Razer Gold rồi thì các bạn hãy tiến hành thanh toán nha. Nên mình sợ nếu mà các bạn không liên kết thì anh em sẽ không nhận được mã thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu anh em. Rồi tới đây thì nó đã gửi cái mã vào cho mình rồi nha bạn, 869589. Rồi thì mình sẽ nhắn đó, thấy không? Khi mà các bạn nhắn vô là nó sẽ tự động nó chạy, các bạn khỏi cần bấm tới, nó sẽ tự động nó nạp vô tài khoản trong game nha các bạn. Đây, thì bây giờ là đó, nó để như vậy là nó đã xử lý đơn hàng thành công rồi nha các bạn. Bởi vì thì bây giờ đây nó còn 24.000 nè anh em. Nó này nó đã trừ tiền mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ thoát ra mình vô game cho các bạn xem. Cái cách nạp này thì các bạn thấy nó phức tạp như vậy thôi. Thật sự nếu mà các bạn biết nạp rồi thì nó rất là đơn giản và rất là mau. Đây nè các bạn, 300 đá sáng thế và
Hồi nãy thì các bạn có thể thấy thẻ tháng của mình là 40 ngày, bây giờ nó đã lên được 70 ngày rồi. Nếu như các bạn cũng đã thấy thì mình đã hoàn thành mình nạp. Và cái cách này các bạn có thể áp dụng các bạn nạp ở trên máy tính khi mà các bạn chơi, hay là các bạn nạp cho bạn bè. Và cùng các bạn cũng có thể tạo bất ngờ cho bạn bè nhân dịp sinh nhật, nạp cho crush đồ các kiểu, tỏ ra mình thông minh. Không, nạp cho crush ngu. Rồi vân vân và mây mây. Thật sự là cái cách này nó nạp rất là mau nha anh em. Mất 3 phút thôi, rất là đơn giản và mau. Và nói chung á, là nó cũng rất là an toàn nha. Cái này thì mình có thể đảm bảo cho các bạn nếu các bạn làm đúng. Tại vì nó là một cái phương thức thanh toán do miHoYo đề xuất ra các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Và đừng quên là đăng ký kênh mình lại nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cảm ơn anh em trước nha. Hiện tại mình đang cần anh em đăng ký kênh á, cho nên là các bạn giúp mình một đăng ký kênh và một like nha anh em. Cảm ơn nha.